chú gạo, 10 chú gạo thôi. Thì cây này có hoa của nhà tư. Được 45 phần quà nha các bạn. Dạ. Chú hồi đó chú tát nông dân rồi thấy chừng mù rồi cái quan ông tát người mù năm 96 thế này. Dạ. Lúc có nhiều cơm cũng 7 năm. Dạ. Vì ở ở trên trời không mù trơn. Dạ chú đại diện bên hội người mù. Ờ mù trơn rồi chú đến tuổi 65 tuổi bắt đầu mới về hưu mới chuyển về Tân Hào. Dạ. Ờ ông tát Tân Hào từ năm 2007 đến giờ. Chào cô chú anh chị và các bạn, thì hôm nay mình là thành viên của các bạn miền Tây từ trong biết đi ra xã hội giới thiệu cho các bạn là xã mình có cái nhóm từ thiện Thiện Tâm đóng góp của các mạnh thường quân á, thì mỗi người góp ít rồi cái một năm vậy á, thì Tết chia sẻ cho những gia đình khó khăn, người già neo đơn một phần quà nhỏ để ăn Tết, phần quà khoảng 300 ngàn, gồm có lạc xưởng, dầu ăn, một phần quà thì có lạc xưởng, dầu ăn, trà, bột ngọt với lại nước tương, chục có do chục gạo nữa, chục cái gạo nữa nha các bạn, thì giá phần quà 300 các bạn. Thì giống như là chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, mà nếu như mạnh thường quân nào có nhã ý muốn giúp đỡ những hoàn cảnh đó thì có thể liên hệ với các bếp miền Tây. Các bếp miền Tây sẽ giúp các bạn chia sẻ để cho những gia đình khó khăn có cái Tết đậm ấm rồi các bạn. Rồi, xin mời các bạn hãy vào trong. Lạc xưởng này của chị Sương sao, của ai sao? Sương hả? Đây. Rồi. Mua quen nặng biết ấy. Nhớ bỏ lạc xưởng vô nha bà Sáu. Bà Sáu kia kêu bà Sáu này đó. Rồi. Tổng cộng là được hội mình được 45 phần quà nha các bạn. Nhớ là họ cũng nhóm từ thiện con nữ nó cũng khác. Dạ. Nhóm từ thiện Thiện Tâm. Tiểu Tâm. Đại diện Sáu sẽ phát quà. Tụ điểm của Sáu. Nguyễn Văn Cưng. Đến 13. Đây đây đây, gạo đây. Đây. Đó vậy còn hơi việc nãy giờ lo đi chợ. Nguyễn Văn Lâm, 13. Nãy giờ trong qua ba lần rồi ha. Dạ. Thôi. Nay khỏi phiếu cũng được mà. Không có phiếu lại không? Ờ đặng biết đặng đưa anh dựng. Để sao ơi, giùm em. Để sao vậy? Anh để sao hả? Công nhận quá. Túc, nghe bạn nói ngọt quá, để sao giùm em. Sáng giờ bán được bao nhiêu tờ rồi? Hết cái này nó bị chết một tờ. 60 tờ hả? Giờ được 60 ngàn. Tại nay quốc mộ. Hôm nay có đi quốc mộ không? Quốc mộ kêu ba rồi, dám mua con vịt dễ về cho em muốn. Giờ tranh thủ về sớm phải không? Là nước ngập quá chị về để trễ 2 giờ chị về. Rồi á để cái giờ chị đi không được. Để cái giờ chị đi không được. Rồi bán con 2 tờ đi. Đây. Rồi kệ nó đắt đại đi. Trời ơi, chiều nay túng 2 số được rồi, không cần số nhiều. Không sao. Sao giỏi quá. Anh chủ yếu là tên đây thôi chứ ở dưới đâu cần, đúng không? Dạ, rồi. Cô đang quay gì vậy? Chúc mừng Tết vui vẻ nha. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ đó, cô đi bắt cá vừa đồ này kia ra á mà bị chết hụt mấy lần rồi giờ lên bờ. Đưa đò. Đưa đò. Mới đầu tiên đưa đò rồi cho em cái đặt lợp cái giờ là bắt ngọn nổi đi bán. Dạ. Mới hỏi mà đoàn bị xe sao gái là đặt cái nắp con giò đó đặt nó đi trời lên bờ coi.
già ha không sao? Dạ, mà đến tuổi rồi. Dạ. Ai còn đem một chục bằng đi chứ giờ. Chú hồi đó chú công tác nông dân rồi thấy chừng mù rồi cái qua công tác người mù năm 96 tới nay. Dạ. Lúc chú về ông Trơm cũng 7 năm. Dạ. Về ở thường trực hội mù ông Trơm. Dạ, chú đại diện bên hội người mù. Mù ông Trơm rồi chú đúng tuổi 65 tuổi bắt đầu mới về hưu mới chuyển về Tân Hào. Dạ. Công tác Tân Hào từ năm 2007 đến giờ. Dạ, 2007 đến 2019. 2019 mười mấy năm rồi phụ bên chất độc da cam. Mình phải xét lại mình mới cho hả sao? Mướp cái điện thoại alo phải không? Alo với chị Mướp là
chị Mốt sẽ đi tới nhà. Rồi, cảm ơn nhiều. Thành á hả? Vâng, có Thành. Cảm ơn bà nha. Giúp sức cho bà con ở vùng mình.